con bướm xinh, con bướm xinh, con bướm đa tình. Tết rồi các bạn ơi. À, hôm trước cầm 7 lốp đi mua xe nhưng mà rón rén lắm, cảm thấy nó cứ như thế nào ấy. Thế là tối về khấn cô thương vắt cho mấy tỷ luôn này. À, 5 tỷ nhá, 5 tỷ có lẻ. 5 tỷ nhưng mà hôm nay đi tìm hiểu luôn, con nào kiểu tầm vài tỷ thích ôm về luôn. Thì bây giờ thì mình xem nào, mình đang có mặt ở Nguyễn Chánh, 1A, 1B Nguyễn Chánh gì đấy này. À, bây giờ gần 2 giờ này. Đây cũng là một trong những cái phố kinh doanh xe cũ khá là sầm uất ở Hà Nội. Kinh doanh xe cũ ở khắp nơi thì nhiều lắm. Đây các bạn có thể thấy nhá. Yuska, Thường Anh, Lan Phương, Ngọc Trinh, Hùng Xe Cỏ đấy, đây có hết. Hôm nay thì mình sẽ thăm thú tìm hiểu cái thị trường xe cũ ở mình nó như thế nào. Bởi vì nó cũng nhiều cái vấn đề mà mình hơi băn khoăn. Nhưng mà điều quan trọng là mình phải cầm thật nhiều tiền, cộng với cả một cái thẻ. Một cái thẻ để khi cần phát là ốp lấy luôn. Đấy, mình vào đây, Caras này, HDC gì đấy. Anh em xem. Ông chủ ơi. Ông chủ. Ông chủ này giọng hoành tráng hơn hôm trước, cho nên là mình cũng phải rón rén. Vâng, chào anh ạ. Chào ông chủ. Vâng ạ. Ông chủ cho, hôm nay thì mình có đi cầm rất nhiều tiền. À, vâng. Đi mua xe. Vâng ạ. Nhưng mà bây giờ thị trường xe cũ nói chung nó cũng nhiều cái vấn đề mà mình phải tìm hiểu thêm. À vâng vâng. Ừ. Cái này thì bọn em tư vấn và chia sẻ cho anh được. Dạ vâng. Mà mua xe cũ nó khác gì xe mới nhỉ? À, mua xe cũ thì anh sẽ có những cái lợi hơn là về mặt kinh tế, là mình sẽ tiết kiệm được một khoản nói chung là khá khá khi mà mình mua những cái chiếc xe mà đã qua sử dụng và chất lượng vẫn còn tốt. Ở đây em nhấn mạnh đến cái vấn đề là những chiếc xe mà vẫn chất lượng tốt. Không, nhưng mà bây giờ mình thấy vấn đề như này, hôm trước đọc mấy thông tin cũng hơi lo lắng. Vâng. Thế bây giờ mà đi mua xe cũ nhá. Vâng. Thì mình phải kiểm tra này, phải kiểm tra đúng xe. Rồi. Đúng đầu rồi. Tiên là phải xem cái xe nó còn ngon hay không, nhưng mà bây đúng giờ rồi. xem như nào nhỉ? Ok, ngày hôm nay thì em sẽ chia sẻ cho anh đứng ở cái góc độ là người đi mua xe. Em sẽ chia sẻ cho anh cái cách mà anh xem xe cũ để anh có thể là không phải mua. Anh mua ở salon em cũng được mà không mua cũng không sao. Nhưng anh có một cái kiến thức nhất định là để anh đi mua một chiếc xe cũ vào dịp cuối năm để tránh những cái chiếc xe mà nó bị tai nạn, thủy kích và đã đại tu. Thì đây có con Vios này cho anh nhá. Xe thì, này cực kỳ thần thánh luôn nhá. Đây, đúng rồi, thánh luôn. Những con Vios như này thì nó thánh. Rất là dễ. Với một chiếc xe cũ thì anh đầu tiên là anh sẽ nhìn vào những cái mép, những cái góc như này để mình đánh giá nó. À, cái đầu tiên là mình phải xem cái tổng thể bên ngoài, thân vỏ khung gầm gì đấy đúng không? Tổng thể bên ngoài. Sau đấy mình sẽ đi kiểm tra từng cánh một. Đó, anh cứ đi anh. Thực ra là anh là đi mua xe lần đầu thì nó sẽ khó hơn là với bọn em là thợ. Thì nó sẽ nhìn rất là nhanh. Nhưng mà với một chiếc xe đẹp và một chiếc xe không đẹp thì chúng ta nhìn cũng rất là dễ thôi. Đối với những chiếc xe đẹp thì những cái mép, những cái gân là nó sẽ phải còn nguyên. Khi mà có va chạm hoặc gò thì những cái mép này nó sẽ bị mất, hoặc là những cái bề mặt này nó sẽ bị bả lại rất là nhiều. Thì đấy là những cái chiếc xe mà nó đã bị sơn lại hoặc là có va chạm. Thì chúng ta cứ đi một vòng quay xe thì để chúng ta ngắm nghía những cái phần đấy. Là sau khi ngắm nghía xong thì chúng ta bắt đầu là xem đến phần chỉ của xe. Chỉ? Chính xác. Chỉ xe. Tại sao cái xe nó lại có keo chỉ? Và keo chỉ để làm gì? Và tại sao chúng ta lại phải xem nó? Thì hôm nay em sẽ chia sẻ với anh là một cái xe thì nó sẽ được tạo bởi là hai mặt như thế này. Rồi. Và cái chỉ này là cái để bít lại cái mối hàn của nhà sản xuất. Rồi. Đó thì người ta gọi đây là cái chỉ của xe. Đây cái chỉ đây các bạn nhé. Đây là chỉ. Đây gọi là chỉ của ô tô. Nếu mà một con xe mà nó bị đã va chạm liên quan đến vấn đề là tai nạn hoặc là đâm đụng thì nó sẽ bị bong cái chỉ này. Rất hay ở một cái là nhà sản xuất làm cái chỉ này là khi mà có va chạm hoặc tai nạn thì cái chỉ này nó sẽ nứt hoặc là nó sẽ bị bong ra. Đấy để tố cáo cái xe này đã bị tai nạn hay chưa thì chúng ta nhìn những cái này. Đó. Tất nhiên là khi mà đi mua xe thì kinh nghiệm và cái sự hiểu biết của mình có thể xem được nó. Những cái chỉ này khi mà mọi người đã bị chạy lại hoặc là nó đã bị mất thì nó sẽ không được đẹp và nó sẽ bị mất mép. Rồi. Đó. Tí nữa về mình kiếm một anh giỏi về xe cũ, người quen đúng đến rồi. Kiểm tra xe cái chỉ này anh cũng sẽ như vậy. Đây là được. Một cánh, đồng thời anh sẽ kiểm tra tiếp cánh này rồi cốp cánh bên kia. Và quan trọng nhất bây giờ em sẽ chia sẻ cho anh cái là xem vào phần đầu của xe. Phần đầu của xe. Phần đầu của xe. Đấy. Ok đấy, thực ra trong các phần va chạm là phần va chạm đúng phần đầu rồi. Là phần đầu là phần quan trọng nhất đấy.
Nhớ nhá, đi mua xe là phải có người am hiểu về kỹ thuật, am hiểu về xe cũ. Hoặc đấy, là mọi người nên chọn những cái salon uy tín. Tín. Người ta cam kết với mọi người về cái chất lượng. Anh Kiên Civic này thì cũng uy tín thì anh em chắc biết rồi, anh em cộng đồng mạng chắc biết rồi. Mọi người xem phần đầu thì chúng ta cứ mở lên và bình tĩnh. Đầu tiên là chúng ta xem đến cái ốc cabo. Ốc đây nha các bạn. Bốn cái ốc cabo này là sẽ để xem là cái xe đã bị tháo ra hay chưa, và có bị thay mới hay không, và có bị tai nạn hay không. Nếu tháo ra mà để sơn si đơn thuần, ví dụ anh sơn một cái gì vào đây là anh phải sơn, thì đấy là chuyện bình thường. Rồi, bên bảo hiểm người ta sẽ phải tháo hoặc là sơn ra, không có vấn đề gì nghiêm trọng. Nhưng tháo mà lại mất chỉ ở đây, bốn cái đường chạy xung quanh đây đó, thì là những cái xe đấy là sẽ có vấn đề về tai nạn, là chúng ta phải kiểm tra rất là kỹ xem là nó đã được thay mới chưa, hay là nó chỉ mất một đoạn. Có những cái chiếc xe nhá, khi anh sập nó lại thì nó va vào chỗ này này, thì nó mất chỉ đúng một đoạn này thôi. Thì đấy gọi là trong nghề bọn em gọi là mất bao nhiêu phân chỉ. Ví dụ nhá, gọi cho nhau là tả là mất 5 phân chỉ, 10 phân chỉ, thì nó là thể hiện là những cái như này. Đấy, và cứ mất một phân là mất ít giá đấy. Đúng rồi, gọi là xe nó có va chạm. Đấy, xe nó có va chạm. Đấy, tiếp theo là chúng ta kiểm tra đến hai tai. Khi mà anh có va chạm vào bên này thì chắc chắn là cái tai này sẽ phải tháo ra. Rồi, hoặc là có sự gò hàn thì chúng ta sẽ có tác động vào đây để vặn những con này ra để chúng ta xử lý. Rồi. Đấy, xem một cái xe thì chúng ta sẽ nguyên tắc đầu tiên là xem cabo trước. Rồi, xem cabo. Xem hai phần tai, hai phần tai xem nó có va chạm không. Đây, tương tự bên này cũng vậy. Vậy. Đó, chúng ta cũng phải xem là nó có tháo chưa và nó có bị gò hàn rồi không. Tiếp theo là chúng ta xem phần đầu. Tại sao phần đầu lại là phần rất quan trọng? Bởi vì khi anh sập xuống như này nè, đó, đếm demo đâu, anh sập xuống như này. Rồi. Một cái xe mà nó bị tai nạn nó dồn vào như này, thì tức là nó đã dồn vào phần dồn đầu. Vào phần này là phần quan trọng nhất, bởi vì hệ thống túi khí ở đặt ở hai bên này, nếu mà có va chạm nó kích nổ. Cảm biến ở đây. Đúng rồi. Một cái xe mà khi nó đã bị nổ túi khí rồi thì nó sẽ mất đi cái độ zin và mất đi cái tính an toàn về sau. Nó sẽ mình mất gọi cái xe. Gọi là mất tem đấy. Đúng rồi. Đó, chúng ta phải xem kỹ cái phần đầu. Rồi. Rất là kỹ. Phần đầu của Toyota nó làm khá là đơn giản, mọi người chỉ cần xem logic thôi. Bởi vì là chúng ta chỉ cần nhìn những con ốc ở đầu như này. Đấy, những con ốc ở đầu như này. Và những cái ốc ở đây. Đây là cái gì? Đây là cái khóa của cái cabo. Cabo. Khi cái khóa này ngập vào đây mà đã bị dồn vào đây thì cái khóa này nó sẽ bị biến dạng. Đó. Thì tức là biến dạng thì chúng ta sẽ phải chỉnh. Mà chỉnh thì chúng ta sẽ phải tháo ốc vào đây. Đấy, thì chúng ta xem một cái xe rất là logic. Một phần nữa mà em muốn chia sẻ cho mọi người đó chính là cái xem cái xe này đã tự bị thủy kích hay chưa. À, cái đấy quan trọng nhá. Cái này là quan trọng, cái này số quan trọng bởi vì nhá. Nó là như một trái tim. Nếu mà trái tim của mình khỏe mạnh ấy thì cái xe anh dùng vài ba năm không vấn đề gì cả. Nhưng nó đã bị ốm yếu, đã phải tim mạch mổ rồi thứ là nó sẽ đã có vấn mổ đề. Xẻ rồi đó. Đi đối với một cái chiếc xe lướt thì xem cái phần máy nó tương đối là đơn giản. Nó rất là đơn giản bởi vì mỗi một hãng xe thì họ sẽ có sơn dấu của nhà sản xuất trước khi xuất xưởng. Đó, anh có thể thấy này. Rồi. Sơn dấu của nhà sản xuất. Đây là màu xanh này, màu xanh. Đúng rồi. Cái sơn này khi mà anh có sự thủy kích thì người ta sẽ phải tháo máy. Rồi. Tháo máy thì người ta sẽ phải tháo cao su chân máy trước thì mới hạ được máy xuống. Thì cái này là cái để mình xem là đã bị tháo chưa. Đối với những cái xe đời 15, 16, 17 chạy dưới 6 vạn thì sẽ không có cái chuyện là tháo chân máy. Không có cái chuyện đấy. Dưới 15, 16 vạn. Không, dưới với một chiếc xe lướt. Lướt 24, 25, 26, 27 chẳng hạn, 28. Rồi thì chạy không. Dưới 5 đến 6 vạn thì không có chuyện không là có chuyện. Sẽ thay cao su chân máy. Nhưng mà mình hỏi cái là liệu mấy cái này mình có fake được không? Đúng rồi, cái mà anh câu hỏi của anh rất là hay là cái cao su chân máy này có fake được không? Có, fake được nếu mà gặp bên người ta làm tinh vi và người ta làm có sự gọi là lừa đảo ấy thì người ta sẽ làm rất kỹ. Nhưng nếu mà với mắt thợ của bọn em thì khi mà những cái con xe mà đã bị làm lại thì cái màu sơn chấm này này nó sẽ khác. Nó sẽ không thể nào đồng màu và cũ theo thời gian rồi. Mà nó là cái sơn này được. Và có một đặc điểm là nữa là anh sẽ phải nhìn xung quanh những cái ốc mặt dàn cò như này. Rồi. Những cái keo xịn của nhà máy. Đây là cái gì khi mà robot nó chạy xung quanh như này. Đấy, đây là điểm rút keo cuối cùng. Thì nó sẽ có một cái chấm nhỏ đây. Nếu mà người thợ Việt Nam mà làm mà bằng tay thường thì người ta cũng bơm xong nhưng người ta sẽ phải rạch thì nó sẽ có những cái lem nhem hoặc là những cái ba via. Và đặc biệt nữa, một điều nữa là cái keo này của nhà sản xuất này nó rất là độc đáo. Màu của nó là màu này nhưng mà mình làm là màu khác. Đó, đây là cái kiểm tra trái tim của xe.
đấy nha các bạn nha các bạn, những cái điểm cực kỳ quan trọng nha, màu của ốc này. Đúng rồi. Và điểm cái bên điểm rút keo này, đấy, đấy, cực kỳ quan trọng đấy nha các bạn. Đấy, đấy là những cái mà mọi người chú ý khi mà mua xe cũ. Ừ. Đấy. Tóm lại là tôi vẫn cứ phải gọi một anh thật thông thạo đến xem. Đúng rồi, nếu mà mọi người mua xe cũ thì sẽ phải là dắt lưng những người thợ uy tín. Ừ. Hay là mình có mua ở những gara uy tín, người ta sẽ cam kết cho mình. Nếu mà sai thì sẽ back lại tiền hoặc là sẽ chịu trách nhiệm về cái xe đấy. Tức là bây giờ là kinh doanh xe cũ phải đi lên chuyên nghiệp rồi, bởi vì đúng là rồi, bây giờ uy tín bây giờ gần như là xóa bỏ những cái mà quan niệm ngày xưa mua xong là xong, xong hoặc là xong. Dí một phát là chết luôn. Nhưng bây giờ thì cộng đồng mạng như anh biết là rất là mạnh, chỉ cần người ta chia sẻ cái gì cái thôi là mà sát nghiệp luôn. Làm ăn phải có tâm thì cô mới thương được. Đúng rồi anh ạ. À, phần tiếp theo nhà bây giờ mới là xong vỏ với cả máy thôi. À, thế được rồi, thế em sẽ chia sẻ tiếp cho anh là đi mua xe cũ thì nó sẽ cần có 4 cái mà mọi người chú ý. Thứ nhất là về phần pháp lý. Phần pháp lý là cực kỳ quan trọng, bởi vì là những năm gần đây, khoảng 2 đến 3 năm gần đây, xe cầm cố ngân hàng rồi thì giấy tờ giả rất là nhiều. Mọi người mua của salon thì họ sẽ chịu trách nhiệm với mọi người về cái phần pháp lý. Nếu mà xe có pháp lý thì người ta sẽ chịu trách nhiệm. Còn nếu mà mọi người đi mua ở bên ngoài thì chúng ta cũng nên mua bán tại nhà và kiểm tra giấy tờ rất là kỹ. Sau khi kiểm tra giấy tờ xong thì mọi người sẽ ra phòng công chứng, chúng ta làm thủ tục rồi thứ để cho nó chắc chắn, bởi vì là cái pháp lý rất là quan trọng. Nếu anh mua một cái xe nó hơi xấu hoặc là nó chạy nhiều hoặc là nó có va chạm thì anh có thể bán lỗ, nhưng một cái xe mà bị pháp lý vướng vào kiện tụng và liên quan đến ngân hàng thì anh có thể là mất trắng tài sản đấy luôn. Mất trắng luôn. Tóm lại là mua xe phải tính pháp lý là rất quan trọng nha, phải là số 1 trước khi xem xe bạn nhé. Trước khi xem xe thì cái pháp lý phải là số 1, bởi vì là nếu mà không anh sẽ mất trắng cái xe đấy. Cái xe đấy là tài sản của ngân hàng chứ không phải là anh mua xong bán rồi thu. Đúng rồi. Cái thứ hai mà mọi người cần quan tâm đó chính là cái đâm đụng và ngập nước. Rồi. Thì vừa nãy em có chia sẻ cho mọi người. Đấy. Cái thứ ba mà mọi người cần quan tâm nữa là cái giá hiện tại nó có phù hợp hay không, hay là nó cao quá, hay là nó thấp quá, hay là như nào. Thường thì ở thời điểm cuối năm này mọi người đi mua xe thì sẽ bị là cái giá nó cao hơn so với thời điểm cuối năm. Đấy. Đấy là nhu cầu mua sắm bình thường thôi. Nhưng mà bây giờ đúng mình lúc nãy có một đi qua kia kìa, thấy có một con Mazda 3 1.5. Vâng. Mình hỏi là bán tới 680. Đúng rồi. Trong khi hôm trước đi xem ở showroom thì chỉ có 630 thôi. Xe mới trong mới. Showroom mới. Đúng chính hãng ấy. Đúng 630. Cái thị trường xe cũ thực trạng. Đúng như anh nói là thời điểm cuối năm này là nó sẽ có bị gọi là bay giá một chút. Ví dụ như là bây giờ xe mới là 630 triệu Mazda 3 2018. Chưa có date 2019, 2018. Nhưng mà mọi người mua xe cũ thì cũng vẫn phải có đến 680 đến 690. Đối với một chiếc Mazda 3 cũ 2018 biển Hà Nội. Mazda 3 mới này mình đăng ký vào Hà Nội đi, 12% khoảng 730 triệu. Khoảng 730. Đúng rồi. Một con cũ là 680, 690, chênh nhau chỉ có khoảng 40, 40. Đúng rồi. Cái đấy là cái thị trường nó quyết định. Ví dụ là tại sao nó lại như thế, bởi vì là khi mà người dùng người ta không bán thấp thì thợ buộc phải mua cao. Mà khi thợ phải mua cao thì sẽ phải bán cao. Cái câu chuyện này hay, bởi vì là đúng rồi, xe mấy cái xe ở hết Honda gì đấy đội giá cứ dầm dầm nhưng dân cứ vào mua ở mầm giá nó cứ trên trời. Cuối năm thì thị trường nó năm nay nó có vẻ hơi bị biến loạn. Bọn em làm xe cũ thì nó cũng vẫn phải căn ke rất là nhiều thứ, mình phải tính toán xem là nó những con nào mà nó có độ an toàn, nó có độ giá ít nhiều thứ thì bọn em sẽ nhập vào, bởi vì khi mà mình mua cao quá đến lúc không may thị trường nó sập giá hoặc là hãng có động thái giảm thì những cái lúc như thế lại rất là nguy hiểm. Đấy là rủi ro trong kinh doanh. Dạ vâng, đúng rồi. Đấy là về những cái xe cũ mà mọi người chú ý khi mà đi mua. Tức là mình sẽ cân nhắc này, cái vấn đề là giá xe cũ nó ở cái mức nào. Đúng rồi. So với cái mức giá một cái xe mới. Đúng rồi. Đấy. Chính xác. Đúng rồi, góc độ là người bán xe cũ, em cũng chia sẻ với mọi người. Đúng rồi. Ví dụ như là người ta cố đến mức đấy, người ta không cố được nữa, không người ta muốn tiết kiệm nó độ khoảng được 50 triệu, 50 triệu đổ xăng ăn đấy. Tết, đúng rồi, ba bạn gái người ta sẽ chấp nhận là mua xe cũ. Đúng rồi. Còn những người mà người ta có điều kiện, người ta không phải vay banh, người ta không phải vay ngân hàng, thì đối với người ta 50-60 triệu mà chia cho 5 năm sử dụng được hạn thì tính ra mỗi năm 10 triệu nó rất là hợp lý đấy, thì người ta lại mua xe mới. Đấy, cái vấn đề mà mua xe mới và mua xe cũ là lựa chọn của khách hàng, chúng em không can thiệp được vào cái phần đấy.
Đấy. Còn khách đến với mình thì mình cứ phục vụ thôi. Đúng rồi, khách đến với bọn em thì bọn em phục vụ và chia sẻ những cái thị trường. Bởi vì thị trường nó thế thì bọn em phải bán thế. Còn ai có nhu cầu mua xe mới, mọi người vẫn mua xe mới. Rất quan trọng nha các bạn, phải cân nhắc giữa mức giá xe cũ tại thời điểm hiện tại và giá xe mới bán ra ở showroom là bao nhiêu. Vâng, vậy là điều thứ tư nữa là gì nhỉ? Điều thứ tư mà khi mà mọi người mua một chiếc xe, đối với một chiếc xe ở thời điểm hiện tại, mua xe mới thì nó lại có một cái hay của xe mới là anh sẽ được đập hộp. Nhưng ngược lại là bây giờ là thời điểm của năm 2019. Nhưng mà tất cả mẫu xe bây giờ gần như là sẽ là date 2018. Đúng rồi. Thì mọi người cũng nên cân nhắc để có cái sự lựa chọn sáng suốt của mình. Bởi vì là những cái thời điểm như này là nó sẽ rất là nhạy cảm và nó rất là nhập nhoạng. Mọi người mua là date đăng ký thì sẽ là 19, nhưng sổ thì hầu hết sổ sản xuất là sẽ 2018. Và bọn em sau này 3 năm nữa sử dụng thì bọn em mua, bọn em cũng chỉ mua theo cái sổ sản xuất. Đúng rồi. Đó, bị lõm mất 1 năm đấy. Lõm mất 1 năm, chính xác. Nếu mà mọi người mà không vội thì chúng ta có thể là chờ đến tháng 3 hoặc là tháng 4 thì để ra cái date, những cái date mua 2019. Và em cũng khuyên mọi người khi mà mua mới, mặc dù em bán xe cũ nhưng mà khuyên mọi người khi mua xe mới chúng ta cũng lựa chọn thông thái bằng cách là chúng ta sẽ nên mua đầu năm và mua date 2019. Đúng rồi. Bởi vì sao? Thứ nhất nhá, là khi mà anh bỏ tiền ra anh mua mới, anh sẽ được sử dụng những tháng là tháng thứ 4, thứ 5, thứ 6, thứ 7, thứ 8, thứ 9, 10, 11, 12 là anh đã có khoảng tầm 6 tháng là anh sử dụng một cái xe theo một date. Rồi, cho một date. Em nhận tính là date 2019 nhá. Và sau khi anh bán đi ấy, ví dụ tháng 12 của 2019 anh bán đi thì xe của anh vẫn là 2019. Đúng rồi. Ngược lại với những cái người mà mua đăng ký 2019 và sổ 2018 đến lúc ví dụ cuối 2019 họ bán đi thì cái xe của họ đã lại mất đi 1 năm. Mất đi 1 năm là tính trăm củ đấy, không phải đùa đâu. Xe nhỏ thì sẽ khoảng rơi khoảng 30-40 triệu. 30-40 triệu. Đối với xe lớn thì nó phải hàng trăm triệu. Đấy. Những cái mà mọi người chú ý mua xe cũ hay mua xe mới đều được. Và kể cả có khi là sau khi em tư vấn xong là có khi là anh về anh đi mua xe mới luôn. Đấy, cái vấn đề đấy là vấn đề mà không sao cả. Bọn em thì làm nghề thì những cái này là những cái mà mình chia sẻ thật lòng với khách và thực tình để khi mà mọi người có cái lựa chọn sáng suốt nhất. Nhưng mà mình còn một cái nữa đây là ở góc độ là ông chủ rồi. Còn tôi là tôi đi mua tôi vẫn chưa tin lắm. Bây giờ ví dụ xe này mà tôi ok hết rồi, tôi muốn mang đi check có được không? Check ở bên thứ 3, thứ 4, thứ 5 có... Tuyệt vời anh ạ, đấy là một cái em cũng khuyên mọi người. Đó chính là chúng ta nên sử dụng dịch vụ của một bên thứ 3 để check. Ví dụ là hãng. Anh có thể là check hãng những cái xe như thế này để chúng ta kiểm tra được cái phần thiết bị điện của xe, rồi lịch sử của xe, rồi thì những cái mà bên hãng người ta có những cái thiết bị máy móc người ta đo đạc rồi thứ để kiểm tra cái chất lượng của xe. Cái đấy là nên, và em khuyên mọi người là nên kiểm tra, nhưng chúng ta nên kiểm tra ở những bên uy tín và những bên có chất lượng, tránh trường hợp là cài cắm, rồi tránh trường hợp là mà mọi người chuẩn đấy. Mất tiền. Đúng mất rồi. Tiền oan, bỏ tiền oan. Check nhưng mà lại cái xe đẹp thì lại không mua mà lại đi mua phải cái xe mà người ta có lương ở trong đấy là người ta sẽ phím mình. Đấy là cái mà bao lâu nay thực tế nó vẫn là có đấy. Có cái đấy là cái chắc chắn mọi người nếu mà mua thì có thể là check hãng. Đấy. Có một cái vấn đề nữa mà em muốn chia sẻ với mọi người đó chính là cái auto. Cái đồng hồ auto. Auto. Đấy, cái đấy là cái thực trạng mà đến cho đến bây giờ nó vẫn không xóa được đối với xe cũ. Và tại sao nó lại như thế? Và tại sao nó lại không xóa được? Vì là cái auto là một cái mà ở Việt Nam nó có thể làm giả được. Ôi, tức là anh có thể là tua được. Và người đi mua xe cũ thì người ta cũng sẽ quan tâm đến cái vấn đề này. Đúng không? Thì cái vấn đề mà auto là cái vấn đề mà muôn thuở từ trước đến nay ở thằng Việt Nam. Tại sao người ta lại thích tua? Bởi vì người tiêu dùng thích mua xe ít. Khi mua xe ít thì buộc salon người ta sẽ phải là làm đẹp. Làm đẹp và có sự gọi là can thiệp về mặt đồng hồ để tâm lý khách thôi. Gần như là tâm lý khách thôi. Nên em cũng chia sẻ với mọi người là nên nếu mà đi mua xe cũ mà mọi người quá quan trọng về cái vấn đề order rồi cái chuẩn từng km ở thứ thì khi mà cái vấn đề đấy không giải quyết được thì mọi người nên mua xe mới. Còn mua xe cũ thì chúng ta xác định nó sẽ là 50-50. Tức là nếu mà mua được một chiếc xe mà full sổ bảo dưỡng, full sổ bảo hành và order chuẩn thì rất là thích. Nhưng mà không may mua phải một chiếc xe mà nó đã tua công, quay ngược thời gian ngược, thì đấy cũng chỉ là một cái gọi là thực trạng thôi. Mình cũng không tránh được. Đấy là mua xe cũ. Em thì là sẽ chia sẻ cho mọi người. Nhưng mà tóm lại là thực ra thì quay đi quẩn lại cuối cùng là vẫn phải tìm đến những cái địa chỉ mình nghĩ rằng là phải uy tín. Đúng rồi, có như thế nào người ta nói như thế. Ví dụ là xe này nó 5 vạn em để về nó 3 vạn cho nó đẹp đồng hồ. Còn anh thích thì em sẽ lại tua lên để cho anh theo dõi bảo dưỡng bảo hành. Còn cái chất lượng xe quan trọng số 1 vẫn phải là nguyên bản về keo chỉ,
hệ thống chassis khung gập, cái thứ hai là máy móc, cái thứ ba là hộp số, và cái thứ tư là nó đang phải vận hành rất là tốt. Có những con xe nó đi 4 vạn trong một năm. Ví dụ nhá, anh mua xe 2018 bây giờ có những cái xe người ta đi 4 vạn nhưng cứ đều đặn người ta đi 5.000, người ta lại vào bảo dưỡng, 5.000 lại vào bảo dưỡng, 5.000 lại vào bảo dưỡng. Nó lại còn tốt hơn cả là những cái con xe người ta có khi đi đến 1 vạn người ta không thay dầu. Hùng xe cỏ đấy, một năm đi 4 vạn luôn nhưng mà 5.000 là thay đều như bát chanh. Đấy, thế nên là em chia sẻ với mọi người là cái order nó chỉ là một phần thôi. Có những cái chiếc xe người ta đi nhiều nhưng người ta bảo dưỡng định kỳ thì nó sẽ tốt hơn cả là những cái chiếc xe mà người ta đi nhưng mà không bảo dưỡng. Đấy, đấy là những cái chia sẻ. Ngày xưa có ông anh nhá, đi con Atit. Vâng. Hình như phải đến 3 vạn, hỏi vào sau dạo này máy gần thế đi nó như nào? Anh thay dầu chưa? Đúng rồi. Chưa. Lúc sau thay đi bảo êm thật em ạ. Đúng rồi, thế có chết nhiều. Không? Vâng, phụ thuộc rất đấy, nhiều vào cái yếu tố đi đấy. Rất ít nhưng mà thôi. Và bây giờ thì quay lại với một cái chủ đề cũng rất là hay, là chúng ta hãy nói về những cộng đồng anh em hay phong những cái mẫu Toyota là thánh. Ở đây có các cái mẫu khá là tương phản đây. Thì đúng nhờ rồi. Kiên giải thích hộ cái vấn đề này hay nhá. Cái này là Camry Q215. 215. Vâng. 215 khi mua mới nó khoảng 1 tỷ 4 cho đến 1 tỷ 5 đấy, cả đăng ký vào. Chắc chắn. Mình nói giá bán của hãng thôi. Đúng rồi, giá là 1 tỷ 300 khoảng đâu đó 1 tỷ 350 triệu thời điểm. 1.350 đăng ký xong thì nó sát về 1 tỷ rưỡi. Đúng rồi. Bây giờ giá bao nhiêu nhỉ? Giá của con này hiện tại trên thị trường thì có mức giá chung dao động là khoảng là 1.050 cho đến 1.080. Thôi mình cứ tính loanh quanh 1 tỷ mốt đi. Quy biển Hà Nội hay biển Tịnh. Như vậy thì nếu mà mua một chiếc xe này, con này nó khá đẹp nhá. Mình nhìn nhìn khá đẹp luôn. 215 nhìn rất là đẹp. Thì mình đã tiết kiệm được sau 4 năm sử dụng anh đã tiết kiệm khoảng tầm hơn 400 triệu. Hơn 400 đấy, hơn 400 là 400 triệu. Nhìn vậy thôi nhưng mà loanh quanh là làm con em VinFast Fadin là cho vợ đi chợ, mình đi này đi chơi bét nhè. Đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà cái quan trọng là, nhưng mà tại sao cái dòng xe Toyota lại được lại giữ giá vậy? Đây nó không phải bênh đâu nhưng mà nếu mà anh nhìn như này, nếu anh phân tích dựa trên giá xe mới và thời điểm bán lại thì nó lại là một chiếc không giữ giá. Đấy. Anh nghĩ sao khi mà một chiếc xe Toyota mà đi 4 năm nó đã mất đến gần 500 triệu rồi, coi như một năm là mất hơn 100 triệu. Đúng rồi. Đúng rồi. Nếu mà tính theo độ giữ giá nó không phải giữ giá đâu. Đó. Bởi vì là chính vì tại sao nó lại tụt mất nhiều sau gần đấy năm sử dụng, đó là do cái định vị giá ban đầu nó sẽ cao và qua mỗi năm sử dụng thì nó ra form mẫu mới này, xong rồi giá mẫu mới lại rẻ hơn này, thì những cái chiếc xe mà anh mua trước anh sẽ bị thiệt hơn. Tóm lại là nó phải phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Đúng chứ rồi. Không phải là cứ mặc định Toyota là giữ giá đâu. Chính xác. Ví dụ như là đến form bây giờ thì đây thì đã là form thứ, tính đến form mới nhất là đến 2018 thì đây lại là form cũ rồi. Đúng rồi, là form cũ đấy. Rồi thì khi mà form cũ ra giá rẻ hơn cộng với cái việc là mẫu mới thì tất nhiên là xe cũ là nó sẽ bay giá. Nó bay giá đó. Nói chung là 1 tỷ mốt mà lại sang tên bây giờ loanh quanh vẫn 10 triệu nhỉ? Con này anh sẽ sang tên mất khoảng tầm hơn chục triệu. Hơn chục triệu rồi. Thì nó lại có một sự lựa chọn thứ hai. Đấy. BMW riêng chiếc này nói để mà chạy phê cực kỳ luôn. Ngày xưa con là này... ngày xưa mình chạy câu mình phải gọi điện cho một anh bên hãng, mình bảo ôi con này là mình muốn đặt đồng tiền hay đặt cái gì chứ mình đạp trước là đạp được luôn đấy. Đúng rồi, nếu mà để về đi sướng thì BIM nó luôn có một cảm giác lái cho anh gần như là thích nhất trong xe Đức. Cái bản thân em đấy, em lái xe Đức rất là nhiều, từ Mac, BIM rồi Audi thì nó là một chiếc xe lái rất thích. Và bên trong thì nó không có gì nhưng mà để về nói cái độ vận hành, độ êm ái, độ đầm, độ chóc thì BIM nó rất đáng gờm. Con này là 22 thì lúc đó giá nó phải sát về khoảng 3 tỷ đấy nhỉ? 2 tỷ mấy? Hơn 2 đồng. Hơn 2 tỷ? Hơn 2 tỷ. Bây giờ thì còn bao nhiêu? Nếu mà cho anh chọn con này với con này thì anh chọn con nào? Nhưng bây giờ còn không, chọn. Còn đây ví dụ là anh là người đi mua xe cũ. Một tung mù đi. Tức là một con 22, một con 25, một con của Toyota thần thánh, một con của xe Đức. Đấy bây giờ anh nếu mà để về sướng này, lái sướng này, oai, thì anh bước sướng nó oai. Hôm qua cô thương này, đầy tiền. Không phải nghĩ, nếu mà không phải nghĩ nhá về cái gì đó nhá, tiền nhá. Quất em này mới chạy sướng. Đúng em này đúng không? Tôi chia sẻ với anh này, em này bằng tiền của em này. Đấy đấy. 1 tỷ 120 triệu. Mà các bạn nhìn đẹp nó... đẹp không? Thế nó mới là cái xe trường hơn nhá, cứng hơn nhá. CD5. Mà quan trọng này. Đúng rồi, đây là một chiếc CD5 toàn cầu luôn, không đúng phải rồi. Nghĩ. Đó, nếu mà với tầm 1 tỷ mốt, mọi người lại có rất là nhiều lựa chọn vào thời điểm hiện tại. Có thể là mua một chiếc
C225. Ừ. Cũng có thể là chọn một chiếc Camry Q25. Cũng có thể là một chiếc 520 212. Ờ, có nghĩa như vậy mình có thể là chọn xe Nhật này, Nhật, chọn xe Đức này, chọn xe phân khúc C, phân khúc D này. Đúng rồi. Ờ, đó. Rất rất nhiều nha các bạn. Đây bây giờ thì có thể xem qua mình một chiếc xe 1 tỷ 1 để xem. Xe này có phải xem keo chỉ hoặc là keo chỉ? Có tất cả những cái xe mà khi anh mua xe cũ thì anh đều phải check như thế. Đó. Đó. À, các bạn có thể thấy thực ra mình nghĩ xe này là dọn chưa hề kỹ đâu nhưng mà đồ Đức nó vẫn ngon nhỉ. Đúng rồi, chính xác, có những cái thiết kế của đồ Đức nó rất là bền bỉ. Bây giờ những chiếc xe cũ mình đi thấy là mua là hay là căng cái nệm ghế này. Đúng rồi, đúng không? Đều đúng phải rồi. Có dịch vụ căng hết đấy. Đúng rồi. Nói chung cái này bọn chúng tôi cũng chia sẻ thật thôi. Các bạn muốn làm cho mới đẹp thì đều có dịch vụ đấy làm cho đẹp. Xe lâu lâu đi cũng phải tân trang thì đây chìa khóa đầy bìm mẹt Lexus nhiều lắm. Anh em khuyên câu nên chọn xe nào comment lên ở bên dưới cái. Đó, nhìn tuyệt vời luôn nhỉ. Vâng, anh cứ ngồi thử đi anh. Đây này. Đấy, đây là một chiếc Series 5. Anh có ngồi thử. Ngồi thử. Xem thấy nó có thích hơn Camry không? Đấy. Ngồi nó đã thấy chắc chắn hơn rồi. Cái quan trọng là khi anh ngồi trên này người ta sẽ gọi không gọi anh là hùng xe cỏ nữa mà người ta sẽ gọi là hùng BMW, hùng BMW ngay. Cái quan trọng là nó khác biệt nhất ấy là khi mà chúng ta chạy cứ khoảng trên 100 nhỉ. Dạ. Trên 100 thì rồi. Khác lắm. Cái sự an toàn và cái sang trọng. Cái gì lại. Nói chung cái gì nó cũng có giá của nó. Bước ra xe Đức này trông bớt cỏ đi. Đấy, tỷ mốt nhá các bạn. Các bạn có thể Camry hay là BMW thì tùy. Mình thì mình cứ vâng anh cứ vào tham khảo thêm những cái mẫu nữa của bên em. Tiền lắm này cầm nhiều tiền để thẻ đây. Nếu mà không thì anh có thể sử dụng S500. Đây là 2016, con này có giá hơn 4 tỷ. 4 tỷ 400. Đúng rồi. 2016 hơn 4 tỷ hôm đúng trước rồi. S500 7 tỷ có lẽ 7 tỷ 1 7080. Đúng rồi. Khi anh mà anh mua cũ lại đối với những chiếc xe sang như này thì nó tiết kiệm được rất rất nhiều cho anh đấy. Rất nhiều. S500 2016. Đúng rồi. Mẹ ơi. 4 tỷ tiết kiệm được hẳn hơn 3 tỷ mà đi đặc cấp. Được. Đúng rồi, ngoài ra bên em có rất nhiều xe sang cho anh chọn. Nếu mà anh cân đối thì có thể là Land Cruiser. Dân đi đánh gôn con này sướng lắm rồi. Bởi vì là anh em hay đi á, dồn vào một xe bắt đầu để khoảng 4-5 bộ lên đấy. Đúng rồi. Mắc phê luôn mà nó ngồi bước trên một cái xe to xuống thì nó hoành tráng hết. Đúng lên rồi. Các em két đi thì quấn mít lắm. Với những chiếc xe to như này thì càng về sau thì giá nó càng giữ. Anh có tin là mua những chiếc xe từ năm 2015 đến bây giờ bán lãi không? Đi xe lãi. Đi xe bán lãi. Bán lãi luôn, 570 anh đi lãi luôn. Lợi 570 lãi là cái chắc bởi vì thuế nó tăng. Land Cruiser anh đi 2016 đến bây giờ lãi luôn. Lãi đấy luôn. Là những cái chuyện mà rất nhiều khi là rất là buồn cười ở Việt Nam. Người có giàu lại càng giàu. Thời điểm 2015 là người ta mua hai con Lexus luôn. Thế đến bây giờ tính ra bán đi mỗi con là đâu đó làm hơn tỷ. Ôi. Vừa được đi lại còn vừa được ô tô nó liệt vào là dạng là tiêu sản. Tiêu sản. Đúng không? Đúng rồi. Mua lại có tài sản. Đúng rồi. Thế thì, cho nên là nhiều khi mình hôm trước gặp một ông anh ở nhà năm con Lexus bảo anh mua làm gì mua lắm thế. Đấy cũng mà anh bảo kể đúng là hai con lớn 570 là có lãi luôn. Đúng rồi. Đấy các bạn có thể thấy ở đây rất nhiều lựa chọn về xe cũ nhá. Xe cũ và xe lướt. Đó. Xe mà cũ thì có rất nhiều kinh nghiệm rồi nhưng mà riêng xe lướt bảo đảm mua là có lời. À mua là có lợi. Đúng rồi, xe lướt thì mua có lợi lắm, có lợi hơn so với xe mới tương đối. Nhưng với điều kiện đã lướt là phải những chiếc xe còn rất là tốt. Đúng bởi rồi. Vì là người ta, mọi người tiêu dùng người ta bỏ tiền ra, người ta lựa chọn xe lướt là người ta đã cân nhắc. Và cân nhắc. Người ta có sự lựa chọn tính toán để đi. Cái thứ hai là chủ bán lướt nó phải có lý do gì đấy. Đúng rồi. Mình đúng rồi. Là băn khoăn. Gặp những ông khách mà đi nước ngoài rồi bỏ xe ở nhà rồi bắt đầu phải bán đi thì sướng, sướng tuyệt vời luôn. Xe 5-6.000 cây như mới. Đúng rồi. Và thưa các bạn có thể thấy bây giờ những cái dịch vụ mà về xe cũ cũng như mình là một người tiêu dùng, mình trong một cái vai người đi mua ấy thì mình sẽ luôn quan tâm đến cái uy tín. Và như các bạn có thể thấy này, dịch vụ này, tư vấn yêu cầu tìm xe, hỗ trợ thủ tục sang tên, cái thủ tục về tài chính, hành chính về pháp lý là cực kỳ quan trọng nha các bạn. Cái thứ hai là những cái cam kết về chất lượng. Đấy thì đã chia sẻ rồi, kiểm định chất lượng cũng vậy. Nhưng mà đặc biệt một cái dịch vụ về tài chính là hỗ trợ trả góp cũng có. Đúng chứ rồi. Không chỉ là mua xe mới thì mới có trả góp. Đúng mua rồi. Xe cũ, xe lướt cũng có. Đã đấy rồi. Là một cái rất hay.
Rồi cuối năm thì cũng chúc anh Kiên và anh em ở tất cả các showroom ở đây. Hôm sau Hùng mở cái Hùng xe cỏ ở đây. Được anh em làm không? Rất là hoan nghênh. Buôn có bán, bán có vườn. Nhưng bây giờ thì tôi xin phép phát đầu tháng nhưng mà vẫn phải đi về mua Mazda mới thôi. Tranh nhau có mấy chục mua xe cũ làm gì. Thế em tưởng là anh vào mua xe á? Thôi thôi. Đi hỏi thì thôi, mua bây giờ Mazda 3 1.5 này mua về cho vợ đi này, mua thị trường là 680-690 về mua mới đăng ký xong có 700. Vâng, thông cảm nhá. Đây là một sự lựa chọn rồi. Chúc mừng anh, cảm ơn anh. Bye bye, về thôi.